Hey yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tựa game đã từng làm mưa làm gió, đã từng trở thành huyền thoại ở trên cái channel của mình. Tựa game mang tên là Sword and Soul. Thì đây là một tựa game làm về một chiến binh cực kỳ mạnh mẽ và phải làm mọi cách để chúng ta có thể mạnh mẽ hơn nữa các bạn ạ. Thì hồi trước ấy là nó chỉ có một phiên bản là chơi trên i8 thôi. Thì bây giờ đây tựa game ấy đã phát triển và đã bán được trên Steam các bạn ạ. Và nó có một cái tên hoàn toàn mới và cũng khá là cũ, nó chính là Sword and Soul Never Seen. Và chắc là mình giới thiệu để các bạn cũng không hiểu gì nhiều đâu, vì thế mà chúng ta sẽ cùng chơi game để có thể biết thêm về game này nha. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo một thế giới mới nhé mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn nhân vật các bạn ạ. Đấy, nhìn thấy là bây giờ thì nhân vật nó khá là phong phú hơn ngày xưa. Nhìn thấy là có cả dâu rồi anh em. Bây giờ mình sẽ tạo cho mình một nhân vật sao nhìn cho nó đẹp mắt nhất nhé mọi người. Như vậy thấy là đây có rất là nhiều kiểu tóc đấy anh em. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ chơi kiểu tóc này cho chầu tre các bạn ạ. Đầu tóc khá bảnh, nhìn rất là chẩu. Mắt thì sao? À, có rất là nhiều kiểu mắt khác nhau rồi anh em. Wow, bây game này nó cũng đã đầu tư rất là nhiều so với hồi trước đấy các bạn. Hồi trước là nó chỉ có trên ghép thôi. Bây giờ nó bán với giá là 170.000 thì phải. Đúng rồi, mình mua trên Steam nó có giá là 170.000 nha. Mặt cười này. Ui, cả dâu à. Thôi mình sẽ không chơi dâu nha. Chơi dâu nhìn già đó anh em. À, có cả mấy cái đồ quấn trên đầu này. Nhưng mà nếu nó quấn khăn ấy, thì mình nghĩ là nên coi một kiểu tóc khác các bạn ạ. Kiểu tóc này xấu quá à. Nếu mà quấn khăn thì chúng ta phải quẩy một kiểu tóc nhìn rất đẹp trai. Ở đấy, quấn khăn này phải chơi kiểu tóc này. Nhìn nó kiểu đầu bìu quấn rẻ anh em ạ. Nhưng mà có cái khăn nào khác đẹp hơn không? Ui, có đai này anh em. Đó, nhìn giống hiệp sĩ ngày xưa vãi cả trưởng rồi đấy. À, có cả hình xăm nữa anh em. Ấy, đẹp với nhở. Mình thấy hợp lý rồi đấy. Rồi bây giờ sẽ đặt tên nhá. Tên là chị Vũ Lít. Ok, vẫn là chị Vũ Lít thôi. Chết tật nhầm tên. Ok, let's go. Vùng đất này nó có tên là Never Seen. Này, đi chậm lại, chậm lại, coi chừng. What the fuck? Wow, thằng khốn nạn. Đầu mới vào nó đâm vào cái làng người ta ở vãi bất dậy thế. Có một tin nhắn à? Vẫn còn có người sinh sống ở đây à? À, mày vẫn còn sinh sống ở đây à? What the hell? Này, tỉnh dậy. Ủa, chào mừng đến với Never Seen. Tôi là một khách mời ở đây. What the hell? Nó là ngài Pupset. Pupset à? Và làm ơn hãy gọi, chỉ gọi nó với cái tên là ngài Pupset. Cái tàu của mình đã bị vỡ ở đây rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận hơn. What the hell? Làm gì còn cơ hội để mà cẩn thận hơn nữa các bạn. Ok, không hỏi han gì hết là sao? Không nhiệm vụ à hay không hỏi? Ở đây nó có một cái gì đó. World Cup. À rồi, chúng ta sẽ đi đánh nhau ở đây. Chị Vũ Lít và à con chuột con này là con chuột cả con thú ăn kiến là con Molly. Holy Molly. Các bạn nghe từ Holy Molly. Ok, là sao? Ở bên phải học cách để tấn công di chuyển. Là sao ta? À, mới vào tường luôn anh em. Rồi, không biết là các bạn có nhớ đâu. Yes, khá là easy đúng không? Con muỗi này đang mùa dịch sốt xuất huyết anh em. Phải gõ muỗi đi anh em, phòng chống chữa bệnh. What the fuck? Chúng ta bị con muỗi đốt chết. Wow, tuyệt vời. Chúng ta bị đánh bại bởi một con muỗi. Bây giờ thì mình cần phải luyện tập à? Đi nào. Bây giờ chúng ta cần phải luyện tập anh em ạ. Phải quay trở lại. Yes. À đây có doanh trại này. Thế là bây giờ cái tựa game nó đẹp hơn rất là nhiều. Đúng là bỏ tiền ra mua thì nó sẽ khác, còn khi chúng ta chơi trên web thì nó sẽ khác các bạn. Đúng rồi, làm gì có cái gì làm miễn phí cho chúng ta đúng không? Cái không gian này cần được sửa chữa lại. Và chúng ta cần tiền để sửa chữa. Ok. Ui, sao mới vào lần này nó cho mình nhiều tiền quá ta. Ok. À, có cả xếp hạng à? Đây là mình đang ở gỗ đoàn anh em ạ. Nếu mình không nhầm, mình đang ở gỗ đoàn. Ok, à rồi, hiểu. Mình có thể à. Không biết các bạn nhớ cái này không? Ngày xưa là mình rất là vất vả với cái này đấy. Nhưng bây giờ thì mình nghĩ là sẽ khác các bạn ạ. Nhơn.
Quay gì luôn anh em. Một thời gọi là chuyên gia luyện cái này rồi anh em. So, đỉnh cao, đỉnh cao. Nó đủ rồi. Bây giờ bạn bè đã trở lên mạnh hơn. Yes, yes. Mạnh hơn dễ vậy. À, có chiêu mới à? Không biết là có gì đây. Bây giờ nhìn mày đi, mày đã sẵn sàng luyện tập. Là sao? Cookie là sao anh em? Sorry mọi người, nếu như mà mình mà không có dịch được một số từ nha, bởi vì cái vốn tiếng Anh nó rất là thấp thấp các bạn ạ. Bây giờ thì mày phải luyện tập nhanh hơn. What? À, update cho ở lên. Vậy là từ từ chúng ta sẽ xây dựng cái chỗ nó đẹp hơn, cũng như cái phần cũ thôi các bạn. Bây giờ có rất là nhiều tiền này, như bạn thấy này. Bây giờ thì tiền nó nhìn nó hơi ít thôi, chứ từ từ á, các bạn nhìn bây giờ nó nhiều, nhưng mà nó ít về sau. Về sau chúng ta dùng những cái đồng tiền nó kinh tởm hơn nữa và bây giờ mình sẽ phải luyện tập nhanh hơn nữa. Ok, mình sẽ đánh bại nhiều thứ hơn. Vẫn là cái ranh đồng các bạn ạ. À, bây giờ phải dùng chuột à. À đỡ rồi, không biết các bạn có nhớ cái này không. Ôi thằng này không có tay à. Ok, ok, ok. Ôi, ui, ui. À chết, đỡ mất ngôi sao. Hình như mình không được đỡ ngôi sao anh em ạ. Đỡ ngôi sao là sai thì phải. Đó, phải tiếp thu ngôi sao vào người, đúng rồi. Đó, ui à. Cái già rồi nó bắt mình tập phản xạ các bạn. Nhưng mà hình như là mình vẫn mạnh lắm. À mình vẫn nhanh lắm. Yes. Dễ. Ui hình như là à thoát rồi. Bây giờ thoát ra ngoài. Yes. Được 12 điểm luôn. Yes, lên level luôn. Mình có thể cộng mọi thứ đúng không? Yes, 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 yes. Mình không hiểu lắm. Thằng này nó cứ quát mình thôi. Có ngày kiểu gì có ngày mình cũng phải phang đó anh em ạ. Không biết là anh em đã chơi cái này chưa. Không biết là các bạn đã chơi cái trò này chưa. Chứ Squid Show ở trên web chắc các bạn chơi rồi đúng không? Cái này thì phải mua nhưng chắc là nhiều bạn cũng chưa chơi đâu. Mình chơi cái này hy vọng mọi người sẽ hưởng ứng mạnh. À có mũ vũ khí này anh em. Ok. Wow, hình như mình được chọn đấy đúng không? Ơ, là sao? Không biết mình có được chọn vũ khí không ta? Ui bè, ui, hết sạch tiền luôn anh em. Phải. Mình có thể chọn một cây vũ khí cho riêng mình. Cầm kiếm, cầm gậy. Không biết là mình nên cầm cái gì anh em. Ui, mình thích cầm cái đại kiếm quá anh em. Các bạn muốn mình mua cái gì thì các bạn hãy comment ở dưới nha anh em. Trong những cái món đồ này, nếu các bạn muốn mình mua cái gì thì các bạn hãy comment ở phía dưới nhá. Bởi vì là hiện tại mình vẫn chưa biết mình sẽ xài cái gì các bạn ạ. Mình sẽ xài tạm cái này ha. Mình khá là thích cái cây này. Đó, mình sẽ xài tạm cái cây này vậy. Ok, quay trở lại. Vậy là mình có thể rèn đồ lên bạc các bạn ạ. Hay đấy nha. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi quay trở lại và đánh con muỗi. Ok, trời ơi đánh con muỗi mà khó thế. Ok, cái cây của mình từ từ sớm nhìn đầu nó nhọn lắm mà. Quỳ mày một bố. Bắt đầu mạnh hơn rồi anh em. Mạnh nhơn. Ui nhặt được nhiều tiền quá anh em ơi. À giữ chuột. Giữ chuột trái. Để đỡ à. What the hell. À đỡ à. À đỡ đỡ. Mày vào đấy. À hay hay hay. Nhơn. Là đỡ đây anh em. Vua muỗi à mày. Ui. Wow, có skill à? Hình như ấn nút gì nhỉ? Hồi trước mình nhớ là ấn nút gì nhưng mà mình quên mất rồi. Không sao. Chúc mừng. Trời thằng này sao cái mồm mày to à? Trời ơi. Mồm này to vãi cả trường luôn, mồm nó to cả mồm mình nhá. Yeah, nhiều tiền quá. Một đống đồng luôn anh em. Nhưng mà hồi nãy là nó có bạc cơ. Bề mới chỉ lên đồng thôi. Yes. Hay ghê. Ôi lâu quá không chơi game này. Yes. Thằng cờ hó này sao nó nói to thế? Đậu xanh. Quay trở về làng nè. Nó mở thêm một cái gì nữa này mọi người. À quán rượu. What? Sao bọn này cái gì nó không phải nói to nhở. Bây giờ mình cần phải đi tìm 4 cái miếng gì, 4 cái super gì đấy các bạn. Cô ấy sẽ trả cho bạn. Nhưng mà bạn sẽ bạn rất là gọi là bạn rất kêu nhưng mà mình rất là cool ngầu các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vui vẻ cùng với nhau. Ok. Nói bé thôi. Rồi, good luck my hero, hình như là ở cái ngọn đồi gì ấy. The shiny stone. Bây giờ ta phải đi tìm 4 cái gì đấy các bạn. Lúc đó mình có nhìn qua kiểu 4 tiếng Anh hơi thấp ấy. Nhưng mà chúng ta có phải tìm 4 cái gì đấy các bạn. Và mình không biết tìm 4 cái đấy ở đâu. Yes. Và đây là cái làng của chúng ta nhé. Blacksmith. Đây là tiệm rèn. Vậy là mình có thể
Xem đồ đây, giống cái tựa game gì nhỉ? Hồi trước mình cũng từng chơi một tựa game mình chơi cùng thời với tựa game này. Nó có tên là Jack Smith đúng rồi. Wow, đúng rồi, chuẩn con mỡ luôn. Vậy chúng ta có thể rèn đồ và trở nên mạnh hơn. Tuyệt vời đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ học với cái này ha. 400 tiền lận. Cái này thì sao? Cái này như không cần tiền. Mình học thử cái này nào. Lại thử thôi. Ui, vãi, vội thế. Chưa, chưa kịp làm gì mà. Hey, yeah, yeah. Ủa, cái kiếm đại kiếm của mình đâu ta? Sao không thấy cái đại kiếm nữa nhỉ? Hey, hey. Trời ơi, mình thành thạo rồi anh em ơi. Thành thạo quá, cầm mỡ đó luôn rồi. Ui, chóng cả mặt luôn á. Wow, nó gõ vào đầu tôi. Ôi, khó thế. Rồi mình không được nghỉ ngơi nhé mọi người. Giúp mình tưởng được nghỉ ngơi nhưng mà câu trả lời là không đâu. Chúng ta phải... Trời ơi, khó. Hình như càng chơi nó càng nhanh đấy các bạn. Bao giờ mình lên bạc người ta? Hay là cứ đi như này thôi? Ui, nó khó, trời ơi. Càng ngày nó càng nhanh anh em ơi. Tốc độ bàn thờ rồi. No. Trời ơi, cái gì này? Ôi, vẫn chưa chết. Mẹ. Khó vãi thôi. Trời ơi. Các bạn có hiểu cảm giác mà chơi vào Yes. Ui, các bạn có hiểu cảm giác mà chơi nó chóng mặt vãi cả trường nha. Vãi đạn. Nhưng mình đã thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi cái map mà xem ha. Chapter 1 The Shiny Stone. Khác cái đâu ta? À, trên kia nó có một cái quả trứng cái gì này. Đây được gọi là Shiny Stone hả anh em? Đó, chơi tiếp phần tiếp theo xem nó như thế nào nha. Chắc phải dài đấy mới hả? Nào mày. Nhân. Ui, một chém anh em. Sao mình khỏe thế? Đỡ này. Nhân. Sao chúng nó không tấn công mình trước? Sao mình toàn tấn công trước đấy? À, hai thằng. Wow. Mình không ngờ mình khỏe đến mức độ đấy luôn anh em. Ô, được cái gì kìa? Được món đồ kìa. Được một cái giáp. Mình có thể mặc cái giáp vào người không? À, cái này nó sẽ tự nhặt đồ cho mình. Ok. Phê, ở đây mình có thể mặc cái giáp này vào đúng không? Hay nha. Yes. Mình bắt đầu cảm thấy mình mạnh hơn rồi các bạn. À, lại con mô lì tiếp. Ok, mình có thể cao tờ với con đấy bằng cách gì? Mình không hiểu nhá. Mình có thể cao tờ với con đấy bằng cách gì? Mình đỡ được này. Chết luôn. Mình không hiểu cách để cao tờ nó như nào ấy các bạn. Nào, let's go baby. Mày nhơn. Ok. Mình sai skill. Ô, tôi xong tôi rồi. Hình như là mình chưa đủ mạnh để có thể đánh bại được cái bọn này các bạn ạ. Đúng không? Vậy là mình phải luyện tập thêm để có thể mạnh mẽ hơn để có thể đánh được mấy đứa này. Và mình lên level, quên mất cái vụ lên level là mình có thể tăng phòng thủ hay là mình có thể tăng tấn công. À, mình hiểu rồi. Vậy là mình phải tăng mấy cái này để nó mạnh hơn để mình có thể chiến đấu với chúng nó các bạn ơi. Rồi, vậy mình nghĩ là bây giờ mình có thể quay trở lại được đấy. Mình vừa tăng mát phòng thủ, mình không biết là nên tăng mát tấn công hay phòng thủ các bạn ạ. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ tăng mát nhơn. Mấy con này đơn giản rồi. Gặp hai con này mình sẽ dùng chiêu trước ạ. Chết luôn. Ui, nó còn một máu nữa. Ua, cao tờ. Nhơn. Ui, máu mình lên 1000 rồi anh em. Máu mình lên 1000. Ui, chết rồi. Chúa nhẫn. Chết rồi. Mày húc đầu vào tường. Nhơn. Khỏe đấy. À, mình sẽ thắng. Ok. Đỡ. Ui, không đỡ được hết, đỡ rồi. Nhơn này. Yes. Woo. Mày thì mua chuột chuỗi hả mày? Chó con tuấy với mình luôn. Ê, được một cái mũ mới. Let's go. Mình sẽ mặc cái mũ này vào. Yeah, cảm ơn baby. Đây, cái mũ đâu rồi? Ủa, cái mũ đâu mới thím? Đây, cái mũ đây. À, nhưng mà đội cái mũ nhìn bẩn quá. Nhưng mà đội cái mũ nó cộng đam không ta? À, cái này cộng giáp này. Mình có thể gỡ cái này ra không? Đội cái mũ nhìn bẩn quá anh em. Có cung này. À, hay nha. Ủa, cái này như mốt mình học skill sẽ có cung hay sao ấy. Mình có thể ném táo nữa. Yeah, hay nha.
Rồi nhưng mà ui có cả mấy cái skill này các bạn. À mình vừa học skill rồi phải. Rồi và mình nghĩ là mình sẽ dừng cái clip ở đây nhá. Thì hy vọng các bạn sẽ thích cái series Sword Art Soul này của mình. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên bấm like. Còn nếu các bạn không thích thì hãy comment ở phía dưới để mình biết nhá. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.